10 năm nữa. Hello, chào các bạn, mình là Jay đây. Và hôm nay mình sẽ thử làm mẹ sến bằng cách trông em họ của mình. Mình không thật, oh my god, thúi à. Nói chung đây là một trải nghiệm quá là đáng nhớ. Nhưng hay tả trong một phút sữa bò mẹ hay là sữa bò. Ok, vào thôi nào. Mình tính thức dậy lúc 7 giờ vì em bé nó dậy lúc 7 giờ. Nhưng mình đã ngủ quên và bây giờ là 10 giờ tối rồi. Sáng trừ tối đâu ra con này. Để gặp em bé thôi. Hồi sáng em thức dậy rồi ngủ tiếp, xong bây giờ thức dậy tiếp. Rise and shine. Hello. Hát hay thế mà khóc gì? Hello, ni hao, ni hao ma. Wen hao, xie xie. Nói tiếng Hoa giải quyết vấn đề rồi Jenny ơi. Hay khóc vậy? Ok. Vậy mới nói xong. Mặt mà cái đáng sợ vậy đâu mà khóc. Đổi biểu cảm nhanh quá ha. Chúng mình ổn rồi. Giờ mình bé ẻm về rất là sợ là vì không biết làm rớt ẻm rồi, chắc mình không biết đền sao luôn á. Trời bạo lực quá, còn nắm tóc nữa. Thì đây là mình trong 10 năm. Oh my god. Ghê quá à. Quá là bạo lực. À bây giờ làm cái gì? Thầy tả cho em. Thầy tả hả? Không ổn. Như đây hả? Yeah. Mình sợ làm rớt quá nên mình nằm bẹt xuống luôn. Lại bạo lực. Chỉ cái tay nó bị kẹt á. Hello. Okay, what do I do now? Biết tôi đang ướt chèm nhẹp. Thì bây giờ mình sẽ thay tả cho em. Ok. No. Đây là một trong những giấc mơ trong cuộc sống của mình. Mình đang cởi cái áo ra nhưng em phản đối nên mình phải vỗ tay cho em bớt phản đối. Ủa? Em đang rõ ràng phản đối cái tay mình. Ok, hết khóc rồi. Em cứng rồi. Đừng có sợ. Em cứng rồi. Yeah. Đừng khóc. Hết khóc thật luôn. Đầu tiên thì rạch ra cái áo. Ok, bây giờ làm cái gì, mở này ra phải không? Mình sẽ mở nó ra. Mình rạch cái tả ra và em phản đối. Mới 3 tháng mà đã có chiêu dữ rồi hả? Lại nữa. Yeah. Đúng là em bé có khả năng đổi mood nhanh cực kỳ luôn. Cái này sẽ rất là ghê nha. Ủa, đâu có gì đâu. Không có cái ấy. Em chỉ tệ thôi. Rồi lấy cái thang này. Lâu ở dưới đây. Không biết em có bị ngại không á? Không biết hồi nhỏ mình có bị ngại không á? Trời lăn qua bên kia luôn rồi. Xin lỗi thả. Lăn về chỗ cũ. Xong rồi phải không? Xong rồi bây giờ cho tả mới lên. Ok các bạn, mình sẽ làm cái này được. Làm bây giờ cái đúng không? Ok ok, như vậy mới đúng nè. Thấy không? Oh. Lại sao chưa hồi nãy nữa. Bloop. Sắp tới vạch đích rồi. Anh dập. Yeah. Ủa, nó được hả? Oh my. Làm kiểu gì á? Em cười. Khóc gì dữ dội vậy? Ồ, quên mặc áo lại. Tình hình mọi thứ đã ổn. Đấu cái đích lại như em kiểu là di chuyển ngoài nên đó. Nó rất là khó luôn á. Kiểu là phản đối một cái quá là phản đối luôn. Nó nhìn ngối kìa man. Oh, ok. Oh no. Làm sao đóng lại cái áo chết tiệt này đây? Giờ mình bế em lên phải làm sao mà không có bị kiểu là quẹt cái cổ. Thành công. Ổn rồi phải không? Em yêu tóc của mình hay sao á? Rồi mình từ từ thái em vào cái chỗ ngồi xến xến này. Đã không? Và giờ mình đã rắn high five em nhưng em đang không có phản hồi lại đấy các bạn. Nên mình đã giúp thế được rồi. Bây giờ mình dọn cái này. Đố các bạn trong đây là cái gì đấy? Không có thơm nè nha. Mình đã chui vào cái ổ này. Hello. Lại giật tóc nữa. Mình nhớ là hồi nhỏ mình khoái ngồi mấy cái này lắm á. Hello. Nhìn nè. Ai vậy? Ai vậy? Các bạn chứ ai, em đang nhìn các bạn nè. Hả? Thôi mê chơi hết nhìn các bạn rồi. Đáng rồi. Không hiểu rồi đó, mình nghiện mấy cái này nữa, mình thấy chán chết. Nhưng không hề chán với em. Hình tóc nè. Whoop. Để tóc em kia là mềm mềm hay sao các bạn? Ốp. Có ổn không em? Quá là bạo lực, hứng thú dữ quá à. Ok, bây giờ mình sẽ lựa áo cho em. Hơi bị nhiều quần áo luôn. Có bao nhiêu quần áo hơn mình không? So cute. Con khỉ và trái tim. Có cái áo lông lông này nữa. Hay là mặc áo dài. Tết từ đời nào rồi? Bây giờ em sẽ biến hình. Bây giờ em sẽ chọn áo chữ chữ hay là áo khỉ khỉ. Ok, áo khỉ, mình cũng thấy vậy. Mình bé kiểu gì chắc chắn là hơi sai sai rồi đấy. Rồi giờ mình cho em chọn này, em muốn cái nơ sến nào? Cái nào? That one. Cái màu hương. Ok. Em nắm chặt lên nó luôn. Giờ mình ráng cho nó lên để em vào một tay nhưng nó đang không có ổn lắm là vì đầu của em rất là trơn. Hả? Wow, bây giờ mới được ha. Mình đã để giữa hơi ngố mà nè, mình để bên trái cho nó nhìn ổn hơn. Dễ thương quá. Mình muốn hôn em mí thì em từ chối mình. Một trong những giấc mơ của mình là đã được làm điều này. Hello các bạn. Giấc mơ bế em bé trên cái đồ bế em bé của mình đã thành hiện thật. Các bạn nhìn thấy chúng mình ngầu không? 1, 2,
Mình nghĩ tới kiểu như là tập thể dục nè, nhìn nè. Tập squat để có cơ đít. Nhìn giữa là sinh đôi nè, phải không? Em thì nhìn bình thường, chị thì nhìn hơi khùng. Kiểu là đây là một cái cảm giác mình sẽ có trong 10 năm. Và cái này kiểu là rất là lạ. Mình đã chính thức khùng thiệt rồi các bạn ơi. Ok, đi xuống nhà thôi. Đi xuống cầu thang chỉ là quá là ghê, là vì cái bụng mình nó nặng hơn mấy ký thôi. Tiếp theo là thử thách dẫn em bé đi siêu thị. Nhìn nè, em bé trên xe, phải không? Em nhìn nhẹ thôi chứ khoái đi xe lắm. Và bây giờ thử thách ráng nhét người mình xe trong lúc có em bé trên bụng. Rồi shipper lại phải không? Sure. Ở Việt Nam với đằng sau không phải đeo shipper, với bên Mỹ là đi đâu cũng phải đeo shipper đằng trước và đằng sau luôn. Trời ơi, thắt kiểu gì mà che mặt của em luôn. Ổn. Em có ổn không ạ? Chị kiểu gì mà, như kiểu là cô chú mình nói là em rất là thích đi lên xe luôn, em rất là im lặng trên xe, không hề khóc một miếng nào. Mình sẽ tháo cái này ra, nhục quá. Mình cảm thấy đeo cái nơi này vào siêu thị nhục quá. Ok, tới nơi rồi, hôm nay đi siêu thị Việt Nam. Và tất nhiên mình sẽ đeo em trên bụng trong lúc mình đi siêu thị. Yeah. Hello các bạn, bây giờ chúng mình đang siêu thị và đây là một thử thách, quá là thử thách, là vì kiểu như là mình chưa bao giờ ra ngoài đường với một em bé trên bụng mình như vậy bao giờ. Oh, có người đi ngang nữa. Ok, bây giờ chúng mình đang dạo dạo vòng vòng siêu thị Việt Nam này, coi coi có những gì xến mà em thích không. Và ủa, đây là quà gì mà thơm thế, mắm gì đó. Đây là cái gì? Hiện tại em đang bó tay, đây là cái gì, chắc chắn nếu mình mở cái hộp này ra em sẽ biết ngay đây là cái gì. Đây là mắm tôm. Mắm tôm kìa. Mắm tôm là cái gì? Ăn không? Chắc là không. Nhìn nè, không muốn ăn. Chúng mình đang đi một vòng phải không, và mình thấy là em đang nắm tay, ngón tay mình rất là chặt luôn. Nhìn tay em nhỏ xíu, teo teo quá. Dễ thương quá. Và bây giờ thử thách nhặt trái cây với em trước bụng. Có cầm không? Đâu? Lộn tay em ngắn vậy sao cầm được. Giờ mình bóc vài củ khoai sọ. Và các bạn biết sao không? Khoai sọ bên Mỹ á, là chỉ có siêu thị Việt Nam thôi, chứ siêu thị thường người ta không có. Hình như đủ rồi. Và cái kết thì mang em vào siêu thị thành công. Chấm hỏi. Hồi nãy mình bị nhìn hơi bị nhiều luôn rồi á. Đi siêu thị sau này bây giờ thử thách xách túi siêu thị với em trên bụng. Mình làm được thôi, cái tay mình hơi bị yếu nhưng mình nghĩ là mình sẽ làm được. Ok, ok, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cũng ổn rồi nha, cũng ổn rồi nha. Giờ nhét các túi vào trong cái đít xe, đẩy nó vào và đóng lại, thấy không, ổn mà các bạn. Em vẫn còn trên bụng. Chị cho bước lên. Chờ mình ché đâu là em lật cái mặt qua chỗ khác. Và bây giờ chúng mình đang trên đường về nhà. Em rất là thích xe, là vì sắp tới giờ ăn của em rồi. Tới bụng chưa? Chưa hả? Rồi hả? Có biết nói đâu mà rồi hả chưa? Không bình luận. Bây giờ mình sẽ thử thách lên cầu thang với bao đồ ăn, với bão ngập ở đây. Mình nghĩ là lắm trò thử thách luôn. Nhưng mình cảm giác như là lên cầu thang dễ, xuống cầu thang thì mình lên cầu thang kiểu là mình không có bị té dập mặt á. Như xuống cầu thang thì rất là dễ té dập mặt. Yeah. Mình đã thành công là vì không bị té dập mặt. Ok, bây giờ mình sẽ làm đồ ăn cho em. Đun nước sôi rồi lấy sữa ra khỏi tủ lạnh. Nhìn mơ lem không kìa. Mình đố các bạn đây là sữa bò hay là sữa không bò, hay là sữa hóa chất. Ý mình là sữa bột. Sữa bò mẹ hay là sữa bò? Ok, các bạn trả lời ở dưới. 3, 2, 1. Ok các bạn, đây là sữa từ một con người. Các bạn đoán có đúng không? Nhiều sữa thường quá à. Bây giờ mình phải làm cái này nóng. Tại vì uống cái này lạnh á thì em sẽ không có thích mà uống nóng, phải không? Không bình luận, nhưng mình biết là em thích uống nóng. Trời ơi, còn nhúng nhúng nhảy nhảy nữa. Nãy giờ không khóc luôn á. Wow, nãy giờ không khóc luôn. So pro. Đập cánh, ô nước sôi xong rồi. Và bỏ bình sữa vào cái ly nước nóng này để cho nó chỉ là ấm ấm thôi chứ không phải là nóng hổi. Bây giờ chờ 10 phút. Tới chưa? Hello. Em đã bị xích lại vào ghế. Răng của em đang kiểu là mọc á, nên phải cần cái gì đó để ăn ăn không thôi. Ngứa miệng. Hồi thời mình 2000 đến năm đâu có mấy cái này đâu, có chỉ có cái mút mút này thôi. Chứ cái này hơi hiện đại nha. Nó đã ấm. Em đang đói một cách mạnh bạo rồi. Bây giờ mình sẽ nhanh tay là vì em đang quá là bực mình. Đừng có lo, Jenny đã có sữa rồi. Ok. Ủa, về chưa kìa. Giờ mình đang học cách cho em bú, nhưng mình cảm giác như là rất là khó, kiểu là em từ chối. Lúc đầu mình tưởng dễ lắm, mình cho vào bao nhiêu em kiểu là nhả ra hết. Mình làm kiểu là em không có chịu ăn á, em chơi mà, nên bây giờ mình đã đầu hàng. Trong lòng em đang chê mình cho em bú dở quá. Ui, nhớ tụm la hết. Úp, muốn cầm hả? Muốn cầm thì cho cầm, thích vlog thì cho vlog. Hello các bạn. Hello. Bú tiếp, lại nhả ra. 5 phút sau. Bú sữa thì mình lại bị khổ sở chứ vậy. Nghĩ lại chắc hồi nhỏ mình giống vậy thôi. Chắc còn hơn nữa.
20 phút đánh vật với cái bình sữa sau. Và lúc ở phải có cái này ở dưới đây, lỡ bị vấn đề lớn thì cái tay right. Uống hết rồi hả? Yeah. Hay vậy? Hôn. Hẹn lần này em show mình thôi á, trời đất ơi. Từ chối một cách quá là mạnh bạo. Vì em nhỏ quá đâu có răng đâu nên phải lau lưỡi vậy, coi như là đánh răng, như là đánh lưỡi. Bây giờ thì mình ngồi đây với em, lên xuống. Ăn xong rồi phê rồi phải không? Phê, con cá chế, quá là phê. Phê, em cứ muốn mình đụng đẩy vậy là vì nếu mình ngồi yên là em sẽ kiểu như là à, hiểu không? Lo rồi. Trời ơi, banh chân ra luôn. Khoái quá trời luôn. Hơi bất thường vậy, em rất thích mình làm cái mắt lé vậy. Ốp hết khoái rồi. Okay. Bây giờ mình sẽ ráng thay tả với thời gian là kỷ luật. Ok? Ok, 3, 2, oh my god. Trời, cái máy nó khóa rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Đầu tiên thì rạch cái chỗ này ra, xong rồi xé cái tả ra. Xong rồi lau đít siêu tốc. Rồi vậy chưa? Hình như được rồi. Okay. Nhét giấy dơ vào đây, xong rồi băng cái tả mới ra, rồi đặt nó dưới đít em. Một bên, hai bên, chờ tới tèo ra miệng, kéo cái áo xuống và chờ cắt luôn cái điện thoại. Các bạn thấy cái sự đổi mood của em không? Trời ơi. Trời ơi, nhìn bả lăn kìa. Và bước cuối cùng là bước mình ghét nhất, đó là mình phải gài mấy cái nút này, trời nó khó dữ dội. Ba, stop. Và rút cuộc thời gian kỷ lực là 3 phút 35 giây. Trời béo hả men. Nhưng oh yeah. Ổn, ổn không? Chị chưa đi thay đã có ổn không? Em đang nắm mình nên hình như ổn. Không bình luận. Ok, bây giờ mình sẽ ráng cho em đi ngủ. Đây là một thử thách, hơi bị thử thách. Ok, từ từ nâng em xuống, trời đừng có làm rớt rồi nha. Ồ khoan, lộn hướng. Xong mà cái áo này vào đây em ấm. Đừng có di chuyển. Xong đeo bao tay vào, em còn hất cái bao tay ra nữa trời ơi. Lại ngậm tay nữa. Thấy không, đeo cái này đây em không có ngậm tay. Xong rồi đóng màn lại cho nó tối tối. Ủa. Ok. Và bây giờ mình đứng đây và cầu là em sẽ ngủ được thôi. Thấy không, ngủ rồi phải không, ngủ rồi. À! Em có làm gì đâu mà khóc dữ dội á. Để chú mình giải quyết. Và đây là bữa ăn trưa sau khi Bảo Ngọc đã đi ngủ. Thì giải thử meal. Ôm nhồm nhồm nhồm. Một tiếng và một phần hai sau. Nhìn nè các bạn. Thì đây là camera hành trình nhìn em. Cái camera nó trên đây nè. Và rất là tiện luôn là vì không phải đi ra đi vào nhiều lần. Và ủa các bạn, con ma nào vào phòng thế? Con ma này cái biết vỗ tay nữa. Wow. Các bạn ơi, con ma này nó nhìn hơi quen quen rồi nha. Mình không nghĩ là em biết là có cái camera trên đây. Để cởi cái này ra cho em dễ chịu hơn. Bây giờ mình sẽ lấy em ra khỏi cái chuồng của em. Nhìn cánh tay của bả khều khều kìa. Xong mình cho bả lăn xuống đất. Lúc để mình nằm xuống luôn cho vui. Mình rất là muốn làm thử cái trò này. Lên đây nè. Không lên hả? Yeah. Trời ơi, cặp giò của bả. Toy time. Hello. Quá là sick. Cái này kiểu là nó cảm giác đã cái bụng sao, kiểu nó ấm cái bụng á. Em khoái kia, nhưng hình như em đang khoái cái hoa trên áo mình. Mình thích em bé lắm. Một ngày đó đây sẽ là mình và em bé của mình. Khoái hoa. Bây giờ mình sẽ ráng thay tả trong 1 phút. Ok, let's go. Bắt đầu. Ê da, đừng có lấy cái này. Lâu đít em kỹ nha, em mới đánh trống rồi. Trời gì mà không có nằm yên hết, cứ lăn. Ok, sao xong rồi. Và đó là cái đó. Búp búp. Tèo quá em ơi. Tèo hơn hồi sáng. Chị Jenny tèo quá. Quá là tèo. Trời ơi, khoe bằng chân hả? Quá là tèo. Nếu mình mà ghét ai, mình sẽ quăng cái này mặt người ta. Mọi thứ khá là ok. Ngoài lúc ăn và lúc ngủ. Lúc ngủ thì cũng hơi ok. Nhưng mọi thứ thì cũng ok. Lúc tắm mới không ok phải không? Em thích tắm lắm, tắm vui lắm, tắm em chơi quá trời luôn. Vậy lát nữa tắm em. Nhưng giờ thì em đang chơi cái trò mà nó làm em suy nghĩ nè. Rất là im lặng, nghĩa là mình cảm giác như là mình cần một người gì đó nói chuyện lại với mình. Nhưng cái người này không có nói chuyện lại với mình. Hello. Không phản hồi. Bạn ổn không? Cũng không phản hồi. Không sao bạn. Một năm nữa sẽ nói tiếng người như gió thôi. Chúng mình hạnh phúc không nè? Quá là lãng mạn. Hết lãng mạn rồi. Ok, bây giờ mình sẽ ráng cho em bú. Một ngày em ăn chắc 15 bữa. Mình làm được. Vào chứ. Ok, cuối cùng em đã bò được rồi. Nhưng sữa nó không có được vào lắm á. Trời ơi, nhiễu rồi tùm lum lá. Em đã nhả ra, không ổn chút nào. Xong rồi em đã tự động cho lại vào miệng em. Nhưng kiểu là đâu có múc gì đâu, chỉ nhai nhai thôi. Sorry. Chị Jenny cho ăn là dính đầy miệng luôn. Dạ, yeah, mình không có cho ăn được. Không có chịu ăn. Không có chịu uống cái gì hết á. Chán.
Yeah, mình đã bỏ cuộc tiếp và bây giờ chú mình cho bú. Đang phê bình cái sự cho ăn của mình. Gì mà kép chọn quá. Ừ. Trời mới yên tĩnh được vài phút lại nữa. Bây giờ chú mình đi đâu thế? Ai biết đi đâu, cho lên xe đi thôi. Đi lấy xe mới. Không bình luận, ở trời cho bà miệng. Lần này em ngồi trong cái ghế này chứ không có ngồi trên cái bụng mình nữa. Thật quá ngồi dạng an toàn hơn. Và mình đố các bạn, chúng mình đang đi lấy xe mới nào đấy? Nhìn em hớt không kìa. Wow. Em đã quay lại bụng mình để tiện hơn. Các bạn thấy em nhìn giống như một con gấu không? Nhìn dễ thương quá à. Bây giờ chúng mình đang chờ làm thủ tục xe. Khó quá con. Và bây giờ chúng mình sẽ tìm xe mới của em. Mình chưa bao giờ nhìn thấy nhiều Tesla vậy trong cuộc đời của mình. Chắc em cũng thế. Trời ơi, đây cái xe nào cũng nhìn giống xe nào nên cũng khó tìm thấy xe nào của xe của em. Và cuối cùng sau 5 phút thì cô đã tìm thấy rồi. Nhưng xe này phải gọi nhìn quá là quen thuộc luôn các bạn. Nhưng mình đố các bạn cho nguyên cái khu này, các bạn giết xe đấy. Nhưng các bạn biết sao không? Đây là cái xe giấc mơ của mình nè. À, xe 7 chỗ mở cái xe như cái cánh. Và nó biết nhảy nữa cơ. Trời ơi, em ngủ gật luôn rồi. Ngủ quá là phê luôn. Nhưng mà giống mình là trong xe mới và nó cũng khá là ổn. Giống như hệt xe mình luôn chứ sao. Tình hình thì em thăng và cái xe đã bị vấn đề nên chúng mình đang. Ok, xe nó ổn rồi và bây giờ mình che nắng cho em trước về là vì mình là một người chị rất là tốt. Thì bây giờ mình sẽ thử tắm cho em và trong cuộc sống của mình chưa tắm cho một con nít bao giờ nên đó là một vấn đề. Đầu tiên thì mình lấy cái này, xong rồi mình lấy nó qua đây, xong rồi mình mở, rất là dễ thương quá. Để cái bồn ở đây và ghế đây để mình ngồi. Để khoan để mình cởi vớ ra đây. Không thôi nó sẽ ướt chèm bẹp thấy ghê. Và suýt nữa quên chỉnh chế độ cái vòi là cái tóc mình nó bị ướt chèm bẹp bẹp luôn. Ok, nước nào ra vậy nó hơi nóng hổi. Chỉnh luôn thôi, em vào là phóng luôn. Bây giờ mình chờ. Chờ hơi bị lâu rồi nha. Ngồi đây chờ. Cặp đùi mình đã sẵn sàng cho em lên. Lúc. Bây giờ mình sẽ tắm. Wow, cái này vui thiệt á. Hồi nhỏ mình chơi với búp bê. Mình cũng tắm với búp bê luôn. Nhẹ không nha, không có chà chà em nha. Không có chà chà em. Mà rất là nhẹ. Mà các em rất là mềm. Oh my god. Ủa, sao bây giờ làm cái gì? Mình lau người, tay em. Bloop, để đổi tư thế xíu đã. Rồi dùng khăn lau mình em tiếp. Hello. Và lau sau lưng nữa chứ. Và lau bàn chân nữa là vì chúng mình không phải như người dây á Văn Thiểu. Và đây là cách gội đầu cho bé mới sinh ra mấy tháng. Chỉ cần chà chà thôi. Ước gì mình gội đầu dễ vậy á. Mình có nhiều tóc không? Tóc mình nó hơi bị dài quá nên gội quá là khổ. Tắm xong thì sẽ chơi với các đồ chơi. Hồi nhỏ mình cứ thế tắm cho là 2 tiếng luôn á. Không chán là vì mình ưa cho mấy cái đồ chơi vào để chơi. Hello. Tim nặng vậy? Nhìn em sảng khoái cuộc đời không kìa. High five. Không phản hồi. Ok, đó là vậy đó. Chán rồi. Bây giờ mình sẽ trả đầu cho em. Nhiều tóc quá, quá trời tóc luôn. Mình đố các bạn trên đầu em có bao nhiêu cọng tóc. Ok, cuối cùng thì hôm nay mình thấy là cũng không có khó lắm. Có thể tắm hơi khó. Mình nghĩ là nếu như mình mà cầm em trống lại ướt thì mình sẽ làm rớt em. Và không biết mình bắt đền làm sao nữa. Nhưng dạ. Quá là phê. Ok, thế chạy đâu. Mình rất là muốn có con gái. Mình không thích con. Mình không có muốn có em bé mà chạy con gái. Vui hơn. Trời, 10 năm nữa. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ cho em ăn. Đây là kiểu như là bột gì đó mà nó có xoài trong đó nữa nên rất là ngon. À, tới ngày nào rất là thèm ăn cái bột loại này, kiểu là nó ngon dữ dội luôn. Và hồi nhỏ mình rất là nghiện ăn bột, bây giờ vẫn thích ăn bột nhưng cái chiêu của mình là mình cho cái này, xong mình cho vào đây. Và cái miệng em không chịu mở. Đừng có cầm lên. Em muốn tự cầm ăn hay sao? Ok, bây giờ cái miệng mới mở rồi nhưng cái miệng nó hơi bị lủng hay sao mà nó bị nhớ tùm la hết. Mình đã cho em ăn thì mình đang thấy cái tay em kheo kheo cái mắt của mình. Muốn đút tay vào miệng mình hay sao hả? Lại phản đối nữa. Đừng có cầm. Sợ quá. Xì quậy quá. Chứ là hụt cái miệng không à. Oh my god. Cái tiếng động này không nghe ổn chút nào này nha. Lại banh chân ra nữa. Ổn không? Thật thúi à? Thì ơi. Không bình luận. Ô riêng quá. Bây giờ phải giải quyết thôi. 10 phút thay tả lần thứ 100 sau. Mình đã bỏ cuộc và sẽ ăn cà ri. Mình quá là yêu cà ri. Yeah. Mình đang thưởng thức cà ri yêu quý của mình chỗ em đang ăn bên hông. Mình yêu rồi, ăn rồi. Anh rất rồi, ăn rồi. Bạn thích cà ri nào nhất? Tiết mục đọc truyện trước khi ngủ. Ok, chọn chị nào? Chọn cái nào? Sẽ đọc chuyện Peekaboo gì đó. Và đọc xong thì em sẽ ngủ. Big mommy hen says cluck cluck cluck. Or something. What rotten luck. Cluck cluck. Can you find what mommy hen is looking for? Let's look under here. Oh, what's that? Give. It's her chicks.
one spot and move out, and one move out more. Wait, what's that name behind the table? Door? Move, move. Who's behind the door? Nay! Peek-a-boo. It's 4C. Three pink piggies are splashing water in the sun. Can you see a feathered friend hiding from the fun? What's that? Look behind the trees. Honk, honk. Peek-a-boo. It's a goose. Honk. Four furry sheep love to sing and play. Is there another animal with something else to say? Whoa! They find the other animal. Who's behind the gate? Woof, woof. Peek-a-boo, it's the sheepdog. Five noisy animals are playing in the farm. But who's that over there? Is that someone in the barn? Bah! Moo. Nay. Look. Oink. Look inside. Roar. Peek-a-boo, it's Farmer John on his tractor. And the end. Các bạn nên thuê mình là người đọc truyện. Quá là pro luôn. Sao rồi? Hôm nay có ổn không? Hôm nay chị Jenny lo cho bác Ngọc có ổn không? Ổn không? Ổn không bé? Bé ra người đi. Không mình lộn. Mình sẽ cho em. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, không quay lại nữa đâu, nhưng bye bye.